Nên thì mình có ai là có chuyên môn về tiếng Đức ấy nhỉ? Tại vì mình cũng thực sự là có chuyên môn về về tiếng Đức đâu, mình chỉ có chút kinh nghiệm về sản phẩm và công nghệ thôi. Chắc là nếu cần cần có chỗ nào mà học sinh hỏi thì chắc là nhờ bạn nào đấy có chuyên môn về tiếng Đức sẽ hỗ trợ nhé. Mình sẽ thử tiếng một chút. What is this? Tiếng đủ nghe không các Was bạn? is das? Was is Dạ that? Good, cảm ơn. Ok, có vẻ là Moon rõ đấy. Moon Dienstag. Dienstag. Mittwoch. Mittwoch. Woche. Woche. Donnerstag. Freitag. Samstag. Okay, Sonntag. good to go. Mấy phút nữa, quá 3 phút rồi. Đến lúc nào các host thấy mình có thể bắt đầu thì nhắn thầy biết. Giờ vẫn hơi ít người. Ok, mình muốn bắt đầu đúng giờ và kết thúc đúng giờ cho các bạn. Bạn nào sẵn sàng đầu tiên lên chúng ta thực hành. Giờ học hôm nay là chủ yếu là nghe nói nhé. Và máy sẽ nói cho các bạn nghe, yên tâm là phát âm chuẩn. Các bạn xung phong đi. Các bạn xung phong thì mình sẽ gọi và bắt đầu thực hành nói tiếng Đức luôn. Rồi, các bạn học viên đâu hết rồi? Ok, mời Tâm Alo, em cũng. chào thầy. Em vừa Ok, mới vào, chào. em không hiểu là bài tập yêu cầu làm gì đấy hả thầy? Rồi, bạn muốn thực hành không? Thế chị Huệ lên sau nhé. Mời bạn Tâm đi, bạn Tâm Việt Nam giơ tay. Dạ vâng ạ. Rồi, chị Huệ sẽ Ừ. lên sau nhé. Đó. Dạ. Question Guten Tag. time. Dạ. Ok. Donnerstag, Freitag, Samstag, Good. Sonntag. Ừ. Dạ, em xin hết. Ủa, nữa hả này? À, bạn bạn cứ học tiếp còn nhiều. Bây giờ Dạ. cách học như sau nhé. Water is donor star. Water is donor star. Ok, good. Bạn có vẻ đọc rất là tự tin. Tiếp tục. Was haben Sie gesagt? Ok, bạn dịch câu Was này. haben Sie gesagt? Good. Câu này nghĩa là gì? Dạ. Ngài ngài ấy nói cái gì? À, what did he say? No, what did you say? Bạn nói cái gì? Ok, ở đây mình soạn bài này qua tiếng Anh nhé. Các bạn cho mình hỏi qua là các bạn tiếng Anh với tiếng Đức có tương đối, tiếng Anh của các bạn có tương đối không? Nếu tiếng Anh các bạn tốt thì Dạ, học tiếng sẽ Anh rất yếu lắm này. Thế thì mình sẽ dịch sang tiếng Việt, mình sẽ dịch qua tiếng Việt nhé. Câu vừa Dạ. này là ngài nói gì? Chúng ta biết rồi, cái sagen là nói, còn haben gesagt này là quá khứ. Was là cái gì? Ngài đã nói cái gì? Cách học như sau. Cách học là tất cả lớp chúng ta cùng đọc theo, mỗi lần mà máy đọc ấy, thì các bạn đọc theo.
nhé. Không cần phải bật tiếng lên. Bạn nào tại mỗi thời điểm thì sẽ có một bạn bật tiếng lên để nói. Còn các bạn khác thì không bật tiếng lên, nhưng mà các bạn nói theo từng câu từng câu. Thì mình sẽ đi chậm chậm một chút để cả lớp có thời gian đọc. Thế bạn cảm ơn bạn Tâm đọc rất là nhanh và rất là chắc, rất là tốt. Giờ mình mời bạn tiếp theo đi, mình sẽ mời bạn Huệ nhé, mời chị Huệ nè. Dạ, danke. Rồi, chị có vẻ đọc cũng tốt rồi đấy, mình cho chị quay lại phía đầu này xem sao. Guten Tag. Was ist das? Chị đọc theo máy nhé, và các bạn khác cũng như vậy. Dạ, vâng ạ. Was ist das? Was ist das? Rồi, nghĩa là gì? Đây là gì ạ? Ok, was ist das? Đây là gì? Các bạn khác cũng đọc theo nhé. Was ist das? Was ist los? Was ist los? Nghĩa là? Câu này em không hiểu. Los là gì? Điều gì đang xảy ra? Điều gì đang xảy ra? Dạ. Ok, thì câu trên này, what is that? Đây là cái gì? Ở dưới what is lost, cái gì đang xảy ra? Tiếp tục. What to do? Đúng rồi, what to do, cả lớp cũng đọc theo. Bạn dịch câu này đi. Bạn đang làm gì? Đúng rồi. Tiếp tục. What is do? What is do? Nghĩa bạn là ăn gì? Đúng rồi, động từ là s. Essen, bạn đang ăn cái gì? Đây là chia theo do, was is do. Tiếp theo. Was trinken Sie? Bạn đang uống cái gì? Bạn uống gì? Đúng rồi. Ok, cảm ơn chị vậy. Các bạn có lẽ bài này hơi bị dễ. Mời Thanh Vân tiếp tục. Dạ, em chào thầy. Chào Thanh Vân. Tiếp tục, những cái phần vừa qua bạn theo kịp không? Mọi thứ hiểu hết cái gì? Dạ. Ok, đến câu này. Wie viel Uhr ist es jetzt? Nghĩa là? Bây giờ là mấy giờ? Yes, đúng rồi. Wie viel Uhr? Là how many hours? Bao nhiêu giờ? Is it? Yes. Là bây giờ. Yes. Yeah. Đúng rồi. Ok, chị Thanh Vân làm thêm câu nữa. Welcher Tag ist heute? Welcher Tag ist heute? Nghĩa là? Ngày mấy? Bây giờ là ngày mấy? Hôm nay là ngày mấy? Đúng rồi, hôm nay là ngày mấy? Thế thôi, nếu mà chị thuộc cả câu thì không cần đi qua các thành phần trong câu này nữa. Chúng ta đi sang câu tiếp theo luôn. Tag. Các ngày tháng trong tuần chắc là chị cũng quen hết rồi. Câu này chắc cũng không có gì khó. Chị đọc một lần đi. Heute ist Donnerstag. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Hôm nay là thứ năm. Câu này. Yeah. Was haben Sie gesagt? Nghĩa là? Ngày ấy vừa mới nói cái gì ạ? Was haben Sie gesagt? Ok, cảm ơn Thanh Vân. Dạ, em cảm ơn thầy. Thế này, mình chuẩn bị bài này hơi bị dễ. Các bạn học được bao nhiêu buổi rồi nhỉ? Dạ, chắc 10 buổi hay. Một buổi thì cũng khá nhiều đấy nhỉ? Chính thức là cô giáo dạy tốt đấy. Các bạn nắm bài rất. Các bạn đang ở Đức hay là ở nơi khác? Con ở Việt Nam. Em ở Đức. Good. Ok, thì mời bạn tiếp theo nào. Rồi, cảm ơn Thanh Vân hạ tay xuống giúp mình nha. Để mình sẽ đi một vòng. Bạn nào tiếp theo? James muốn thử không James? Tiếng Đức của con thế nào?
Ok, con đọc câu này, nghe và đọc lại. Könnten Sie das noch einmal sagen? Khó quá không? Könnten Sie das noch einmal sagen? Ok, con hiểu nghĩa không? Nếu không thì thầy sẽ giải thích không? Could you say that again? Bạn, ngài có thể nói lại một lần được không? Könnten Sie, ngài có thể, das là cái đó, noch einmal sagen, nói lại một lần nữa. James đọc lại từng thành phần trong câu, thầy nghe nào. Yeah. Hello. Könnten Sie. Bạn đọc đi. Könnten Sie. Könnten Sie. Könnten Sie. Könnten Sie. Das noch einmal. Das noch einmal. Das noch einmal. Rồi. Sagen. 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 Ok, sagen. Sagen là tiếng Anh là nói đấy, là to say. Thêm câu nữa dễ dễ cho con nha. Ok, James đọc câu này. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Con biết nghĩa không? Là how is it going? Mọi việc thế nào? Mọi việc thế nào? Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es geht mir gut. Câu này. Es geht mir gut. Es geht mir. Es geht mir gut. Tức là mọi việc với tôi ổn. So wie immer. So wie immer. Wie immer. Cũng tạm tạm, vẫn thế. Rồi, cảm ơn James. Mời bạn tiếp theo. Phần này hơi dễ. Mời bạn tiếp theo nào. Có ai muốn không? Quang, Nhật Quang, Yến, Thụy Chi, vân vân. Lê Thị Hà. Bạn Lê Thị Hà muốn thử không? Mình gọi ngẫu nhiên nhé, bởi vì mục đích của bài học này là bạn đọc và bạn đọc theo máy, chứ còn mình thì cũng không có vai trò gì ở đây cả. Mời bạn tiếp theo nhé. Nhật Quang. Mình gọi ngẫu nhiên thôi. Beschäftigt. 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 Nghĩa là? Cái này vẫn chưa biết. Rất nhanh thôi, bạn không chưa biết thì nói chưa biết. Chúng ta không cần phải, ở đây không phải là một cái tiết học đánh đố. Đơn giản là chúng ta chưa biết thì chúng ta học là từ mới. Beschäftigt nghĩa là bận. Ok, beschäftigt là bận. Đọc lại lần nữa nào. Beschäftigt. Mình thử đọc xem máy nghe đúng không nhé. Không được, ở đây máy không thực hành được cái phần nghe. Câu tiếp theo. Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Đúng, bạn hiểu nghĩa không? Thế con nghĩ chắc là tôi là một người làm thuê à? Tôi bận. I'm busy. Ở trên là beschäftigt là bận. Thì ich bin beschäftigt là tôi bận. Nếu mà theo mình tra thì nó là từ nghĩa là bận. Bởi như là bận việc ấy. Bận không có rảnh tay ấy. Như vậy. Ok, ich bin beschäftigt. Câu tiếp theo này. Ich bin sehr beschäftigt. Nhật Quang tiếp tục. Ich bin sehr beschäftigt. Nghĩa là? Thêm chữ sehr vào đây nghĩa là gì? Sehr là rất. Sehr là rất. Vậy thôi. Ich bin sehr beschäftigt. Câu nữa. Ich bin sehr beschäftigt heute Abend. Ich bin sehr beschäftigt heute Abend. Nghĩa là tôi rất bận vào tối nay ạ. Đúng rồi. Very good. Bây giờ các bạn, chúng ta luyện chính tả. Các bạn viết từ này vào. Nghe và viết ạ.
beschäftigt. Các bạn gõ vào chat đi. Bây giờ là luyện chúng ta một chút. Beschäftigt. Rồi. Beschäftigt. Ok, Yến viết đúng rồi. Beschäftigt. Các bạn khác là sao? Ok, very good. Chúng ta cùng nhìn lại. Beschäftigt viết như vậy. Ok. Tâm chú ý chữ stick ở cuối nó có chữ T nữa. Beschäftigt. Ok. Đây là một viết chính tả. Bây giờ các bạn thử một từ nữa ngẫu nhiên xem sao nhé. Es ist gut. Es ist gut. Đây là một câu. Câu này hơi bị đơn giản. Các bạn gõ vào chat đi. Yeah, es ist gut. Rồi. Này hơi đơn giản. Tiếp tục này. Này, beschäftigt là bận nhé, bạn biết rồi nhé. Tiếp theo mời một bạn nữa đi. Bạn nào sẵn sàng? À, cô Giang cũng vào đây rồi à? Thì Giang. Mời bạn Yến đi. Bạn, vẫn như mọi khi bạn nghe máy đọc và đọc lại, nếu mà không hiểu nghĩa thì mình giải thích. Bist du beschäftigt? Bist du beschäftigt? Bạn là dịch nghĩa. Dạ, bạn có bận không ạ? Bist du beschäftigt? Tiếp theo. Bist du gerade beschäftigt? Bist du gerade beschäftigt? Là... Nhưng mà cái chữ thêm là gerade là nghĩa là sao thầy? Right now, lúc này ngay lúc này bạn có bận không? Lúc này bạn có bận không? Đọc lại lần nữa. Bist du gerade beschäftigt? Bist du gerade beschäftigt? Beschäftigt. Beschäftigt. Bist du beschäftigt bei der Arbeit? Bist du beschäftigt bei der Arbeit? Đúng rồi. Nghĩa là bạn làm việc có bận rộn không? Bạn có bận ở nơi làm việc không? Are you busy at work? Bạn có bận ở nơi làm việc không? By the Arbeit. Yep. Bist du beschäftigt heute Abend? Bist du beschäftigt heute Abend? Tối hôm nay bạn có bận không? Okay. Very good. Sehr gut. Okay. Cảm ơn Yến. Khó chút. Wiedersehen. Cái này cũng toàn từ cũ thôi. Không sao, mời bạn tiếp theo đi. Thụy Chi. Em không đọc được đâu thầy ơi. Bạn có muốn học không? Máy sẽ dạy, đi từ dễ đến khó. Cứ thử xem sao. Dạ không ạ, tại em đang làm mà. Đang làm, rồi, ok. Mời ai tiếp theo nhỉ? Nguyễn Ngân. Vida. Ok, Vida. Vida nghĩa là gì nhỉ? Em không hiểu. Vida nghĩa là again, lại một lần nữa. Ok, Vida. Nghe máy đọc. Vida. 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 Câu này. Vida. Vida gì? Vida Zehen. Không đọc. Không đọc thành Zehen. Bạn nghe lại máy đọc. Wiedersehen. Wiedersehen, kiểu như vậy. Wiedersehen. Chữ hát rất là nhẹ. Kiểu như vậy. Wiedersehen. Wiedersehen. Nghĩa là đi lại. Thì bạn nhìn. Không, Zehen nghĩa là nhìn. Nhìn với ý là gặp ấy. Thì Wiedersehen là gặp lại. Gặp Wiedersehen. Lại. Gặp dạ. Nhìn mà nhìn thấy nhau ấy. Đó là gặp lại nhé. Thì do đó đây là cái câu chào tạm biệt này. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Cho đến khi gặp lại nhau. Nghĩa là hẹn gặp lại đấy. Dạ. Một câu nữa. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Uns.
Wir sehen uns wieder. Dạ đúng thầy ạ. Wir sehen uns wieder. Nghĩa là chúng ta sẽ gặp lại nha. Cũng tương đương với câu bên trên, nghĩa là chúng ta sẽ lại như vậy. Ok, cảm ơn bạn Ngân. Cảm ơn Ngân. Quay lại bạn Tâm Việt Nam nhé. Tâm. Dạ. Này bạn đọc thôi. Sehen. Ich kann Sie sehen. Ich kann Sie nicht sehen. Ja. Ich kann Sie sehen. Ja. Ich kann Sie nicht sehen. Ja. Bạn dịch cho cả lớp nghe. Ja. Tôi không thể gặp lại. Câu này cho cả lớp nghe. Dạ. Tôi không thể gặp lại ngài. À, tôi không thấy ngài. Tôi không nhìn thấy anh. Tôi không thấy ngài. Thế rồi. Sang một từ tiếp theo. Ich kann Sie nicht. Hören. Hallo. Sie können. Hören. Ja. Không bị đơn, hạn đơn, không biết được thầy. Sie können. Yeah, Können Sie. Können Sie mich hören? Một câu hỏi. Können Sie mich hören? Können Sie? Dạ, cái đó là bạn có nghe. Können mich hören? Có nghe tôi nói không? Đúng rồi. Können Sie mich hören? Bạn có nghe tôi nói không? Dạ. Dạ. Dạ, danke. Ok. Tiếp theo mời ai, có bạn nào mới vào? Có Minh Khuê mới vào. Mời Minh Khuê. Dạ đúng rồi ạ. Minh Khuê. Bạn đọc câu này. Ich kann Sie sehen. Ich kann Sie sehen. Hiểu hết đúng không? Ich kann Sie sehen là tôi. Dạ, xin lỗi thầy, làm hàm ạ. Tôi có thể gặp ngài. Bạn Minh Khuê tiếp tục được không? Có ạ. Rồi, cảm ơn bạn Tâm nhé. Mình tắt tiếng bạn Tâm. Đến mời bạn Minh Khuê. Bạn đọc cái câu tiếp theo nào. Ich kann Sie nicht sehen. Ich kann Sie nicht sehen. Nghĩa là? Tôi không thể gặp bạn. Tôi không thấy ngài. Tôi không thấy ngài. Ich kann sie nicht hören. Ich kann sie nicht hören. Ich kann sie nicht hören. Chữ umlaut này đọc nó, bạn chú ý cách đọc của nó. Ich kann sie nicht hören. Hören. Em đọc lại nhé. Ich kann sie nicht hören. Nó là cái chữ nó phải tròn miệng này. It can be like orange. Lại là như vậy. Hôm nay là mình dạy thế cô giáo thôi nhé, chứ mình không phải là chuyên môn tiếng Đức đâu. Mình máy đọc thế nào thì các bạn đọc giống thế là tốt rồi. Rồi, câu tiếp theo. Ich kann Sie nicht hören.
Ich kann sie nicht helfen. 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 Tôi không thể giúp hay sao đúng không ạ? Đúng rồi, helfen tiếng Anh là help, là giúp ấy. Tôi không thể giúp ngài. Rồi, bạn Khuê làm tốt, cảm ơn Khuê. Và bạn nào mới vào không? Có Thùy Giang lại giơ tay hả? Đấy, Thùy Giang. Ich kann sie nicht. À, ok, mình sang câu này rồi. Etwas. 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 Nghĩa là gì? Một chút. Một cái gì? Một chút gì đó. Etwas zu trinken. Giang đọc lại theo. Etwas zu trinken. Đúng rồi. Nghĩa là? Etwas zu trinken. Giang cứ để tiếng, Giang tắt tiếng vội đọc một lèo vài câu chứ. Là etwas zu trinken nghĩa là etwas zu trinken. Đúng rồi, con đọc đúng rồi, con giải nghĩa đi. Nghĩa là uống một chút ạ. Một cái gì đó để uống. Một cái gì đó để uống. Tiếp theo. Möchten. Möchten Sie? Möchten Sie? Möchten Sie? Con đọc đi. Möchten Sie? Âm này, con nghe kỹ này. Möchten Sie? Möchten Sie? Đúng rồi. Möchten Sie? Là would you like? Ngài có muốn không? Đây là cả câu. Möchten Sie etwas zu trinken? Con nhắc theo, đọc lại theo. Möchten Sie etwas zu trinken? Đúng rồi. Möchten Sie etwas zu trinken? Ngài có muốn một chút gì đó để uống không? Gì đó uống không? Ừ. Giờ chúng ta chép chính tả một chút nhé. Chép, các bạn chép từ này. Etwas, các bạn chép vào chat từ này. Etwas. Etwas, một chút gì đó. Etwas. 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 Thế các bạn dịch cả câu. Quý ngài có muốn một chút gì đó để uống không? Quý ngài có muốn một chút gì đó để uống không? Dịch cả câu xem sao. Möchten Sie etwas zu trinken? Câu các bạn sẽ nghe được. Möchten Sie etwas zu trinken? Đây là đáp án. Möchten Sie etwas zu trinken? Ja. Sie etwas zu trinken? Möchten Sie etwas zu trinken? Möchten Sie etwas trinken? À, các bạn thành thạo quá rồi. Mình tưởng là lớp mới học nên là mình chuẩn bị bài nó hơi bị dễ. Thế bạn dịch một câu khác. Quý ngài có muốn một chút gì để ăn không? Quý ngài có muốn một chút gì để ăn không? Chúng ta đã biết nói là muốn chút gì để uống rồi thì bây giờ muốn một chút gì để ăn cũng rất là dễ. Thay một động từ vào thôi. Các bạn cùng dịch nào. Möchten Sie etwas zu essen? Đúng rồi. Möchten Sie etwas zu essen? Zu essen. Đúng rồi. Chính là cái câu thứ hai ở đây. Là câu này. Cái câu này sẽ có thêm một ý gì nhỉ? Möchten Sie etwas
Möchten Sie jetzt etwas zu essen? Có thêm sắc thái gì? Máy của mình nó hơi bị lagging một chút. Đúng rồi. Thêm ý là bây giờ. Möchten Sie jetzt was zu essen? Very good. Sehr gut. Phần này chắc là cũng hơi dễ. Okay. Bedeutet. Bedeutet. Mời bạn tiếp theo nào. Ai nhỉ? Bạn Thanh Loan mới vào lớp. Bạn có sẵn sàng không? Bedeutet. Dạ thầy. Tác. Bạn đọc từ này nè. Bedeutet. Bedeutet. Bedeutet nghĩa là? Có nghĩa là gì? Ý nghĩa gì? Đúng rồi. Đây là câu hỏi. Câu này thì dễ rồi. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Nghĩa là cái đó có nghĩa là gì? Đúng rồi. Ok, từ này cũng quen rồi nhưng mà mình cứ luyện nói cho nó nhuần nhuyễn. Bạn đọc đi. Heaven. Nghĩa là giúp. Dùng tiếng Anh chữ help. Ok, là help, là giúp. Đây là một câu hỏi. Can ich Ihnen helfen? Bạn nào tiếp tục nào? Giang giơ tay. Ok, thế mời Giang, mời Thùy Giang. Chúng mình cùng đọc câu này. Can ich Ihnen helfen? Rồi, con dịch được không? Dịch thế nào? Tôi có thể giúp được không? Tôi, đúng rồi, tôi có thể giúp bạn được không? Can I help you? Câu tiếp theo. Câu tiếp theo. Kannst du mir helfen? Nghĩa là? Do, bạn có thể giúp tôi được không? Thế là chuyển ngược lại. Can't do, can you? Mir helfen, help me. Bạn giúp tôi được không? Đúng không? Thùy Giang đọc lại câu này đi. Can't do, mir helfen? Là câu này. Können Sie mir helfen? Nghĩa là chữ ear này là gì? Können Sie là can you, quý ngài có thể ear heaven giúp cho cô ấy được không? Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta cả lớp cùng chép lại cái từ này nào. Heaven. Heaven. Và cùng chép chính tả vào cho nhớ. Heaven. Đúng rồi, heaven. Ok. Và câu này. Kannst du mir helfen? Ta viết câu này xem sao. Kannst du mir helfen? Đúng rồi. Kannst du mir helfen? Là rất chính xác. Rất tốt. Tiếp theo mời có hai bạn vừa mới giơ tay lần đấy. Rồi. Danh và Trâm đi. Cảm ơn Tân. Kannst du mir helfen? Đúng rồi. Mời Danh và Trâm nhé. Bây giờ mình sẽ làm phần gì đó nhỉ?
Giờ mình nghĩ là mình ra sao. Thế ơi. À. À, ok, mình đọc câu này. Können Sie das noch einmal sagen? Wann können Sie das noch einmal sagen? Đúng rồi, bạn có thể nói lại một lần nữa. Could you say that again? Bạn có thể nói lại cái đó một lần nữa được không? Sagen, sagen là nói. Noch einmal là lại một lần nữa. Còn cả câu này là bạn nói lại lần nữa, nói lại một lần nữa được không? Ở đây thì mình sẽ tách câu để cho các bạn. Nếu bạn nào còn chưa quen thì chúng ta tập đọc từng thành phần trong câu. Curtain gì? Danh vào trong cái đọc tiếp đi không? Curtain gì? Das noch einmal. Das noch einmal. Sagen. Rồi. Bạn đọc tốt rồi đấy. Câu này chắc bạn cũng biết rồi. Chúng ta cứ cùng luyện cho có thể những bạn khác chưa biết chúng ta học. Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Bạn đọc mà. Bạn đọc được không? Dòng màu xanh ấy. Können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Dạ. Bạn có thể một xíu nói chậm lại được không? Đúng rồi. Können Sie? Können Sie? Ngài có thể ambition một chút. Đây là mình luyện đọc thôi. Ambition. 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 Langsam. Okay, good, good. Chắc bạn đang ở nước đúng không? Bạn nói tiếng Việt. Chắc là sống ở nước ngoài nhiều, sống ở nước ngoài lâu năm rồi. Cảm ơn. Mình con này thì hơi dễ. So to hỏi giờ, hỏi ngày. Ngày chúng ta cái này thì đơn giản quá rồi. Thì rồi, mình sẽ quay lại cái media. Đây, các bạn sẽ thấy tầm một cái có 200 câu tiếng Đức đơn giản. 200 câu tiếng Đức đơn giản và hy vọng là lên. Mình đang live stream đúng không? Mà không sao, mình chạy một đoạn ngắn thôi. Chúng ta cùng nghe và đọc lại theo nhé. Các bạn bật tiếng thì nó sẽ ồn cả lớp. Chờ mình share lại cái này. À đây, rồi lên rồi. Chuyện gì đang xảy ra? Bạn đang làm gì? Vâng.
Bây giờ là mấy giờ? Dạ thầy ơi, thầy đang mở âm thanh nào? Ừ, âm thanh các bạn có nghe được không? Dạ không nghe được ạ. Chúng con không nghe thấy ạ. Dạ không nghe được. Không nghe được à? Rồi rồi. Để thầy... vấn đề hả? Ok, chờ chút. Để share screen một lúc, nó chắc là nóng máy nên là nó có vấn đề. Stop. Bài hôm nay thì mình chuẩn bị, chúng ta đã đi qua hết rồi đấy, đi qua hết một lượt rồi đấy. Mình lấy ngẫu nhiên từ một cái bài đọc trên YouTube thôi, và các câu tiếng Đức đơn giản trong đấy mình trích xuất ra thành cái bài học mà chúng ta vừa mới trải nghiệm xong. Có vẻ như là các bạn, những nội dung này các bạn cũng quen thuộc rồi và cũng không có khó khăn gì lắm. Thế như vậy phần còn lại của bài hôm nay, các bạn có muốn học về cái gì không? Về một cái nội dung nào đó, chủ đề nào đó các bạn có thể nêu ra. Mình thử tìm xem có thấy nội dung trên mạng không. Mình sẽ chế biến thành một bài xem sao. Thành một đoạn chứ không chắc là không đủ thời gian để làm một bài mới. Hoặc là một cách nữa là các bạn cho mình biết bài trước các bạn học về cái gì, học những nội dung gì của bài trước. Theo như mình xem lại video bài cũ thì thầy nói về chủ đề gia đình à? Bruder với cả Schwester với Mutter các thứ, nói về thành viên gia đình, có phải không? Hay là mình đã đi qua cái bài đấy lâu rồi? Ăn uống rồi thầy. Học được phần ăn uống rồi. Món ăn yêu thích rồi thầy. Món ăn yêu thích à? Mình xem nào. Tại vì hôm nay mình cũng gọi là xông lên hỗ trợ cho cô giáo vắng mặt một buổi thôi, chứ mình cũng không theo lớp này thường xuyên lắm nên cũng không nắm được kỹ cái nội dung các bạn đã học trước đây, nên là sợ là cái bài soạn hôm nay nó cũng chưa được sát lắm, nên các bạn thông cảm. Thôi thế này đi, bởi vì là mình cái phần bài mình chuẩn bị thì nó cũng hết rồi. Và cái phần bài mới kia thì chắc là phải có giáo viên có chuyên môn tiếng Đức cơ. Như mình nói lúc đầu, mình cũng không phải là có chuyên môn tiếng Đức mà mình chỉ đi tìm. Cô ơi, ôi thầy ơi. Anh cứ nói. Cháu không hiểu accusative và dative, nominative đấy. Thầy hướng dẫn cho cháu với. Ồ, mấy cái đấy à? Mấy cái đấy thầy cũng không biết luôn. Thầy chỉ dạy... dạy thế buổi hôm nay cho cô giáo thôi, cho cô Vân thôi, chứ thầy chuyên về tiếng Anh chứ không phải tiếng Đức. Thế để buổi sau nếu mà có cô giáo nào đúng chuyên môn tiếng Đức thì con đặt câu hỏi cho cô giáo sẽ có thể chuẩn bị những cái trả lời những cái câu đó ha. Câu hỏi của bạn chắc là có vẻ thiên về ngữ pháp. Cảm ơn. Cảm ơn cháu. Thế thôi, thế bài hôm nay mình xin phép kết thúc tại đây, vì nội dung bài chuẩn bị thì cũng chúng ta học qua hết một lượt rồi. Thế nếu các bạn, chúng ta có thể kết thúc sớm buổi hôm nay và nghỉ ngơi.
Vâng ạ, okay. Các em cảm ơn thầy ạ. Vâng. Auf Wiedersehen. À, auf Wiedersehen. Cảm ơn các bạn nhé. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Chúc ngủ ngon. Good night. Good night. Good night.